tốt là khỏe, thì cái phiên âm của nó là W, chữ W giống như mình vậy thôi, tại vì trong quốc ngữ của mình không có cái âm W, nhưng mà trong này nó có, thì cái đó đọc là well. Người Bắc hay đọc đọc cái này, nên tôi cảnh cáo bà con là người Bắc, tại mình sinh ra cái giọng mình ngoài Bắc, nhưng người Bắc không đọc là well mà đọc là oil, có không? Đọc là oil, very well. Very well. Thành phố Westminster của mình thì nó thành phố Westminster. Đó, mọi người đọc nói trên radio này cũng được. Thành phố Westminster. Nó không phải là Westminster, nó là Westminster. Nó có cái vùng word. Ok, I am very well. Chứ không phải I am very well. Ok, Westminster. Đọc với tôi là West. Westminster. 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 Tức là nó có cái phần word. Còn nếu không đọc phần word thì người đọc thành word. Mà hãy đọc thành word thì mình phiên âm mình bỏ đằng trước chữ A, N. À, thí dụ như chữ university cũng vậy. Có cái dư dư đây mình thấy không? Dư là anh đó. À, thì là chữ trường đại học thì viết là U, thì phải viết thế này là U Ni Vớ chấm University. Đó, cái nhà phim quốc tế của chữ trường đại học nó là viết như vậy đó. Đọc với tôi được U Ni Vớ, tại vì nó có chữ R Vớ C T University. Như người Bắc á, nhiều người hay đọc không đọc thành U mà đọc thành U. Dễ lắm. Em đọc là U thì sai. Ok, không phải là University mà đọc là U. University. Tại sao mà đọc cái này sai mà viết sai? Tại vì nói thí dụ nó một trường đại học thì nói sao? A university. Mà nếu mình đọc là university thì phải nói là an university. Nếu an new university. Cho nên thế mà cái gì bắt đầu bằng một cái vowel mà âm á thì nó thành u, mà cái kia nó thành là u. Ok. Cho tôi mấy phút này quý vị dọn bài. Tôi lo cái này, phải có cái bà để bà đi. Who knows, biết đâu được. Who knows. You never know. Yeah, nó bảo hoài, nó bảo Louisiana, bảo chẳng kia đã bảo lần nữa. Mà Mỹ mà nó đụng độ với là Hồi giáo, nó ôm bom nó nổ thì chắc là mình cũng phải đi vượt biên nữa. Nổ lung tung thì chắc là cũng lo chạy á. Ok, thành ra mình thấy mấy tờ này quý vị giữ giùm tôi ha. Còn cái chữ như là Bad học rồi, Bangkok thấy không? Bangkok là cái viết, cái cách viết của chữ ăn, thấy không? Bây giờ đọc với tôi chữ Bangkok coi. Bè. Ben. N đó là Ben. Ben. Nếu mà cái N mà nó không có cái ngoéo á thì mình đọc nó thành Ben. Nhưng mà cái chữ nó là cái chữ N mà nó làm cái ngoéo luôn thì nó là NG. Thì đọc nó thành Ben. 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 K O C cái kết thì là cock. Thế chứ bây giờ à, chữ C viết ngược đọc là O. Ôm lại cái đó trong bài kia. Chữ C viết ngược đọc là O, thấy không? Đọc chữ của tôi là Bangkok. 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 Nói. Biết xong rồi, biết rồi, well. Rồi, good. Ờ, cái chữ good. Hai chấm ở dưới là chữ good. Không có R, nhưng mà đọc nó phải đọc là U dài. Đọc của tôi, good. 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 Tôi phiên âm cái đó là sai. Phải phiên âm theo cái lối viết chứ không phải phiên âm chữ hoa. Phải viết âm như thế này.
G U U hai chấm và good, sửa lại giùm tôi đi nghe, chứ không phải viết cái logic đâu được, phải viết bằng phiên âm quốc tế chỉ viết chữ thường nghe, G U U hai chấm và good nghe. Rồi đọc lại với tôi, good good. Còn nếu mà không đọc hai chấm good thì cái kia gọi là gì? Good 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 yeah. Good good thì đúng đúng, nó phải là good là tốt. You are good, anh là người tốt. Cái giường tốt thì a good, good bed, good bed chứ không phải là bed bed yeah. Good à. Hàng hóa thì thêm chữ S, the goods. Goods. Ví dụ như là thực phẩm, hàng hóa, đồ lung tung mình mua để mình ăn này kia rồi đó. Dùng á, hàng phẩm, đó là hàng hóa nó gọi là goods. Yeah. Thêm chữ S nó thành goods là hàng hóa. Bây giờ đọc với tôi mới trên chạy trên xuống dưới thì church. 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 Nhìn phiên âm quốc tế là nhìn cái cột xương thứ tư đó. Church. Church. January. 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 Long. Long. Long là dài đó nghe. Chữ C ngược đọc là O. Long. Long. Chứ không phải là long. Long. Nếu như cái lon đó thì nó không có cái ngoéo. Nếu mình viết như cái lon á, lon nước này thì nó lỡ lo. Tại sao người một người ngoại quốc mà họ muốn học tiếng Việt á, thì mà khi mình nói cái này là cái lon thì họ cũng viết y như vậy. Họ cũng viết là lo lo. And lon, thấy không? Họ phải viết vậy chứ. Cho nên cái phim quốc tế này không phải là chỉ dùng cho người học tiếng Anh. Tôi nhờ cái này ra mà tôi đi các nước á, tôi ghi bài hát của quốc tế, tôi ghi liền được hết. Sau đó thì tôi hát lại với họ, họ phục lắm. Không biết tại sao mà Thái Lan rồi Đại Hàn rồi cho mấy bài hát thì tôi ghi hết. Nhưng mà với bài Thái Lan có mấy cái bài mà múa Thái được đặt cho ta đi biết bài đó thì đó nó có cái lời của Thái Lan đó, mình đủ biết là gì, nghe sao ghi vậy. Thành ra là ví dụ như người Mỹ họ học tiếng Việt họ nói là tôi có cái lon thì viết thế này, tờ ô tô đi tôi, đây là phim quốc tế đó. Ô đọc là ô, tôi có, thấy không, tôi có cái lon. Thấy không, người Mỹ họ muốn học, người Tây người họ muốn đọc tiếng Việt mình á, tôi có cái lon. Thế là nó biến thành quốc tế là vậy, thấy không? Mình ghi tiếng Tàu, ví dụ ai người Tàu nói tôi câu tôi ghi cho người ta. Hả? Tới hạn câu gì dễ dễ. Xẻo chẹ ngồi nhị. Xẻo chẹ hả? Xẻo chẹ hả? Xuyên trai. Xẻo nè. Xẻo chẹ là cô thầy. Xẻo chẹ. Xẻo chẹ. Không biết nói. Ngộ ngộ thì energy vậy đó, nó có energy nè, là ngộ energy nè, ô nè, đó energy ngộ, anh bắt đầu thì lên đọc bằng ở đằng sau thì anh là g ngộ, ấy thì nó cũng vậy thế, nãy nị vậy thôi nhé. Ok thì cái đó là xẻo nè, chọn gì đó, xẻo trẻ, đại khái đó, tức là nó có một số nét nữa mà không phải là cái mà học tiếng Anh này là đủ. Cái này chỉ để đọc tiếng Anh thôi. Còn nếu người ngoại quốc mà không muốn học tiếng Tàu, tiếng Thái, tiếng Nga thì họ phải học thêm một số nét mà chỉ có cái những cái tiếng, ví dụ như là tiếng Ấn Độ hoặc Trung Đông đó, nó có cái âm mình mỗi lần nó nói cái rồi nó nói cái chữ sau đó thì là mình chịu thua thôi. Thì phải ghi cái âm mà nó khà trong cổ đó mà tiếng phải khác không đó. Thế chúng ta nghỉ mấy phút nha. Có một ít đồ ăn để mời các bạn dùng nha. Học bài sau.